Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah mới đây làm dấy lên lo ngại về sự đe dọa đối với an ninh và ổn định trong khu vực. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 25 tháng 8, phát biểu trong ngày lễ Arba'in, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite, Tổng thư ký Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah đã đặt tên cho chiến dịch quân sự trước đó trong cùng ngày nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel là chiến dịch Arba'in. Theo đó, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào căn cứ tình báo quân sự Goliath gần Tel Aviv của Israel đã gây thiệt hại cho nước này. Ông Nasrallah cáo buộc Israel đã vượt qua mọi ranh giới đỏ trong cuộc tấn công vào miền nam Liban, lưu ý rằng lực lượng Hezbollah không nhắm vào dân thường ở các vùng đất mà Israel chiếm đóng. Trước đó, cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã phóng một số lượng lớn rocket và thiết bị bay không người lái về phía Israel sau các cuộc không kích của nước này vào Liban. Một quan chức quân đội Israel nói với AFP rằng một binh sĩ thuộc lực lượng hải quân nước này đã thiệt mạng và hai người khác bị thương, có thể do chúng trực tiếp tên lửa đánh chặn từ hệ thống vòm sắt hoặc do mảnh vỡ của tên lửa vô tình rơi trúng sau khi ngăn chặn một thiết bị bay không người lái do Hezbollah phóng. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hakari công bố ít nhất 6 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của nước này. Israel cũng thông báo đã đánh chặn 230 rocket và 20 thiết bị bay không người lái của Hezbollah, trong khi các căn cứ quân sự của nước này không bị ảnh hưởng, trái ngược với tuyên bố của thủ lĩnh phong trào này. Về vai trò của Mỹ trong cuộc tấn công mới nhất trên, AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Washington đã hỗ trợ Israel theo dõi một loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái do Hezbollah phóng, nhưng không tham gia các cuộc không kích vào Liban hay bắn hạ các vật thể bay tới Israel. Mỹ khẳng định tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và luôn sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công từ Iran và bất kỳ lực lượng tay sai nào. Cùng ngày, hãng tin Reuters cho biết ông Stephanie Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Ông Dujarric nêu rõ rằng, những hành động này đặt cả người dân Liban và Israel vào nguy hiểm, cũng như đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực. Ở một diễn biến khác, cả phái đoàn của Hamas và Israel đều đã rời Cairo ngay trong ngày 25 tháng 8 sau cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar mà không đạt được thỏa thuận nào. Quân đội Israel đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu ở Liban vào sáng sớm ngày hôm 25 tháng 8 và tuyên bố đây là đòn phủ đầu sau khi phát hiện Hezbollah đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, báo The Wall Street Journal đưa tin. Wall Street Journal dẫn lời người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho hay, quân đội Israel đã hành động sau khi thấy Hezbollah chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket vào Israel. Hiện bản chất của hoạt động chuẩn bị này chưa được làm rõ. Ông Hakari chia sẻ, Hezbollah sẽ sớm bắn rocket và có thể là cả tên lửa và UAV, máy bay không người lái về phía lãnh thổ Israel. Ngay cạnh nhà dân ở miền nam Liban, chúng tôi có thể thấy Hezbollah đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Israel, trong khi gây nguy hiểm cho thường dân Liban. Chúng tôi cảnh báo những thường dân ở trong khu vực mà Hezbollah đang hoạt động nên lập tức di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm vì an toàn của chính họ. Cơ quan thông tấn Israel Inet dẫn thông tin từ Liban cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công 40 mục tiêu và hiện đang chuẩn bị cho khả năng Hezbollah sử dụng tên lửa tầm xa hơn nhằm vào các thành phố của Israel ở phía Nam. Lực lượng phòng vệ Israel mô tả các cuộc không kích của họ như một hành động phủ đầu trong tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa và rocket sắp xảy ra từ Hezbollah và cảnh báo một phản ứng lớn từ Hezbollah sẽ sớm diễn ra. Guardian đặt ra câu hỏi, liệu vòng luẩn quẩn leo thang này có thể được kiềm chế trước khi nó biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện hay không? Với những lo ngại đang gia tăng về khả năng bùng phát một cuộc chiến lớn hơn ở Trung Đông, Mỹ đã liên tục điều chuyển lực lượng hải quân đến gần khu vực hơn, bao gồm hai nhóm tàu sân bay và một tàu ngầm tấn công, New York Times đưa tin. Theo New York Times, Mỹ cũng không ngần ngại công bố chi tiết về hoạt động của mình và đây có thể xem là nỗ lực của Washington để săn đe Iran cùng các đồng minh của họ. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường máy bay chiến đấu và tàu chiến phóng tên lửa đến khu vực. Hai tàu sân bay Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln cùng với các tàu chiến và tiêm kích hiện đang ở bên trong hoặc gần vịnh Oman. Ông Austin cũng công khai lệnh gửi tàu ngầm tấn công Georgia đến khu vực. New York Times cho rằng đây là một động thái bất thường vì Lầu Năm Góc hiếm khi nói về việc di chuyển của đội tàu ngầm của mình.
Trong khi Mỹ tuyên bố những động thái này nhằm giúp bảo vệ Israel và ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, một quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ với New York Times rằng quân đội Mỹ được đặt ở vị trí nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran và lực lượng phòng vệ Israel sẽ gánh vác phần lớn mọi phòng thủ từ các cuộc tấn công do Hezbollah thực hiện qua biên giới ở Liban. Các vụ không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nhà ngoại giao khu vực đang nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn sau một loạt vụ sát hại có liên quan tới Israel tại Tehran và Beirut. Iran và Hezbollah cam kết sẽ đáp trả nhưng đã tạm hoãn trong khi vòng đàm phán mới hướng tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza diễn ra. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 25 tháng 8 nhưng đã bị bế tắc do Israel kiên quyết duy trì hiện diện quân sự dọc theo biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Liên Hợp Quốc và Thủ tướng Liban đã kêu gọi giảm căng thẳng sau khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại biên giới với Liban leo thang nghiêm trọng vào hôm 25 tháng 8. Văn phòng điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban nhấn mạnh những diễn biến ở khu vực biên giới Liban-Israel rất đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn và kiềm chế hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa. Cùng ngày phát biểu tại cuộc họp khẩn với các bộ trưởng của Liban, Thủ tướng nước này, ông Najib Mikati, đã kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Ông Najib Mikati đã tiến hành một loạt cuộc tiếp xúc với những người bạn của Liban để ngăn chặn căng thẳng leo thang. Tuyên bố khẳng định việc chấm dứt giao tranh, sau đó thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là giải pháp duy nhất. Nghị quyết 1701 đánh dấu việc chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hezbollah hồi năm 2006. Vì vậy, hiện có nhiều lời kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết trên nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Cũng trong ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo nguy cơ hình thành một chiến trường mới tại Liban. Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã điện đàm để thảo luận tình hình ở giải Gaza và các diễn biến trong khu vực. Các cuộc giao tranh bùng phát dữ dội vào sáng 25 tháng 8, bắt đầu bằng cuộc tấn công tên lửa từ khoảng 100 máy bay của quân đội Israel vào các mục tiêu tại Liban. Quân đội Israel tuyên bố đợt không kích này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của Hezbollah vào lãnh thổ Israel. Bộ Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ từ 6 giờ ngày 25 tháng 8, trong khi Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cập nhật quy định về an ninh an toàn cho người dân. Trong một tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành không kích phá hủy hàng nghìn rocket và nòng phóng tên lửa của Hezbollah, chuẩn bị phóng vào miền Bắc và miền Trung Israel. Đáp lại, lực lượng Hezbollah đã tiến hành một đợt phản công ồ ạt bằng rocket. Hezbollah thông báo đã phóng 320 tên lửa hướng tới 11 vị trí quân sự ở Israel, trong đó có các căn cứ và doanh trại quân đội. Ngoài ra, Hezbollah cũng đưa số lượng lớn thiết bị bay không người lái vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Israel. Hezbollah tuyên bố đây là phản ứng ban đầu nhằm đáp trả vụ ám sát chỉ huy cấp cao của lực lượng này, Fuad Shukr, ở ngoài ô thủ đô Beirut, Liban hồi tháng 7 vừa qua. Hezbollah nhấn mạnh lực lượng này đang trong tình trạng sẵn sàng cao và sẽ có hình phạt nghiêm khắc nếu có dân thường ở Liban bị thương. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.